Tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn bộ những người yêu thích yoga trên toàn thế giới nhân ngày quốc tế yoga. Tôi muốn mời tất cả các bạn không chỉ trở thành một phần của lễ kỷ niệm ngày quốc tế yoga mà còn giúp nâng cao hiểu biết của mọi người về yoga. Chúc mọi điều tốt đẹp nhất đến với các bạn. Yoga at its most basic, ladies and gentlemen, is a union of body and mind, of man and nature, of thought and action. I have seen in my 1 year in Vietnam the immense popularity of yoga. That's a strong binding element joining the Indian and Vietnamese peoples in friendship and partnership. Through this yoga performance and musical concert with the presence of Indian artists, the people of Hanoi will have the opportunity to explore further about India and her people, to experience India's unique culture, as well as participate in the development of the two countries.